Dạ, chào mọi người, mình tên là Trần Văn Thái, hiện tại mình đang là giảng viên Robotics và lập trình tại Tiki. Đồng thời mình cũng là huấn luyện viên Robotics quốc gia và quốc tế đối với hai cuộc thi là FFL và WRO. Cảm xúc đầu tiên của mình thì là khá là bất ngờ đối với đội Tiki Q703 khi tham gia cuộc thi WRO 2022 tại bảng quốc gia. Thì thành tích điểm của các bạn đạt rất là tốt, mình thấy hạnh diện đối với đội của mình và các bạn thể hiện rất là tốt đối với cái phần thi giải đề bất ngờ của tại cuộc thi WRO. Dạ có, tại vì theo cái phần nội dung thì các bạn luyện thi thì các bạn đầu tiên là rất tự tin với cái nội dung sản phẩm và mô hình của mình, và cái phần nội dung trong quá trình đi thi thì các bạn rất là chính xác với các khối nhiệm vụ trên xe bàn, và hầu như các bạn đạt điểm gần như tuyệt đối trong từng kỳ thi thì nằm top 10 là điều chắc chắn. Chắc chắn có, tại vì chúng ta đi thi thì đều mọi khó khăn và áp lực đều có hết. Khó khăn đầu tiên của mình là phần nội dung kết hợp các bạn thành một nhóm, một team có thể hài hòa với nhau để giúp đỡ nhau về các mảng kỹ năng khác nhau, ví dụ chẳng hạn là đắp ráp hoặc là lập trình. Về nội dung áp lực thì chắc chắn rất nhiều áp lực. Thì các bạn đi thi thì khi được ra khỏi phòng thi, giáo viên ra khỏi phòng thi thì các bạn đều không có người hướng dẫn và thầy đứng bên cạnh, thì các bạn áp lực về mặt là cảm giác không an toàn trong các phòng thi. Trong quá trình thi thì có một số điều bất ngờ thì các bạn phải tự tư duy cái nền tảng của mình để chúng ta phát triển và hướng phát triển như thế nào để giải quyết được nhiệm vụ bất ngờ trên sân bàn đó. Chúng ta đã học rất nhiều tiết tại TG rồi. Phương pháp chúng ta là sử dụng phương pháp là để tự giải quyết vấn đề. Để các bạn có thể tự giải quyết vấn đề đó, các bạn phải luyện tập khá là nhiều ở tại cơ sở cũng như trong quá trình luyện thi. Thì mình sẽ có một phương pháp là thay đổi cái phương pháp giảng dạy của mình để phù hợp với các bạn. Hoặc là chúng ta sẽ tạo thêm nhiều hoạt động khác nhau để các bạn có thể trao đổi giữa nhóm này sang nhóm khác để có phần không khí và vui vẻ hơn. Có một số trường hợp thì chúng ta sẽ tâm sự với các bạn để hiểu rõ hơn về các bạn học sinh, để có thể giải quyết được cái vấn đề về tâm lý trong quá trình học của các bạn. Trước đây thì mình học trường đại học Tôn Đức Thắng, chuyên ngành của mình là chuyên ngành điện công nghiệp. Thứ nhất thì có niềm đam mê với công nghệ. Thứ hai là muốn truyền cảm hứng công nghệ cho các bạn nhỏ. Thứ ba là muốn mỗi tiết học tại Tiki là một nguồn truyền cảm hứng cho các bạn mới. Cuối cùng là cái phần nội dung là để bảo hành trang cho các bạn đủ về các kiến thức về công nghệ để sau này cho các bạn áp dụng và ứng dụng nó. Về cái nội dung nghiệp vụ sư phạm thì chúng ta đều được, chắc chắn đều được huấn luyện và tập luyện khá là nhiều, đều qua các trường đào tạo để có thể đứng và dạy được. Cái thứ hai thì người học công nghệ thô cứng thì chắc chắn sẽ là thô cứng. Họ học công nghệ, họ đam mê công nghệ, họ hiểu được những cái điểm mạnh, điểm yếu khi chúng ta học công nghệ. Thì lúc này họ sẽ rút ra được kinh nghiệm khi truyền đạt cái nội dung kiến thức công nghệ vào trong quá trình giảng dạy, để cho học sinh chúng ta có thể hiểu hơn, gần gũi hơn với nội dung công nghệ. Lý do là Tiki là nơi làm việc có những giáo viên chuyên nghiệp luôn giúp đỡ lẫn nhau, là nơi truyền cảm hứng cho các bạn học sinh để phát triển toàn diện về mảng kiến thức và các kỹ năng, chẳng hạn như là kỹ năng 4C, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy phân biệt và kỹ năng sáng tạo. Khi bắt đầu làm việc tại Tiki thì có rất nhiều là kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ mình mất khi chúng ta đang chuyển từ offline sang dạy online, thì trong quá trình giảng dạy thì vô tình gặp lại được khoảng một học sinh nhỏ tại Tiki. Họ trên webcam thì đầu tiên nhìn vào thì các bạn còn mình không nhận diện đó là bạn học sinh nào. Nhưng trong khi bạn vào thì bạn hô lên với mình là ô thầy Thái ở Tiki cùng vậy. Thì điều đó là thấy là học sinh nhớ đến giáo viên Tiki. Khi các bạn học lại thì các bạn thấy được cảm xúc rất là vui khi được gặp lại người thầy cũ của mình.
Theo mình thì trẻ em nên tiếp cận công nghệ từ sớm. Thứ nhất là về cách mạng 4.0, hầu như cuộc sống chúng ta đều có áp dụng về công nghệ. Về học về công nghệ thì chúng ta có rất nhiều với con đường khác nhau để các bạn có phần nội dung hành trang chắc chắn để chuẩn bị cho những công việc sau này. Để chuẩn bị cho cái hành trang đó thì chúng ta phải có một cái hướng đi đúng đắn, một người thầy đúng đắn để giúp cho các bạn xác định đúng hướng. Đến với cuộc thi thì huấn luyện viên chuẩn bị khá là kỹ lưỡng về các chiến thuật và kỹ năng cho học viên của mình. Đến với cuộc thi này thì các bạn sẽ được nâng cao các kiến thức của mình lên thông qua những bài tập mà giải đề trên sân bàn. Thứ hai là các kỹ năng để giải quyết được vấn đề thì các bạn phải bắt buộc tăng cường các kỹ năng mình lên để có thể giải quyết vấn đề cách nhanh chóng nhất trong thời gian ngắn nhất của đề thi KPRO 2022. Phần quan trọng nữa là các bạn sẽ tự tin để vững bước trong quá trình các bạn sẽ bước ra ngoài và đấu với đấu trường lớn hơn hoặc là đấu trường quốc tế.